Xin chào các anh chị, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái video về cái lỗi mà chúng ta hay gặp trên máy chiếu trong quá trình chúng ta sử dụng. Như các anh chị đã biết thì một cái máy chiếu thì cái ống kính là một trong những bộ phận khá quan trọng. Ống kính nó sẽ có tác dụng là chỉnh cái khung hình lớn nhỏ và chỉnh lấy nét, thì bao giờ nó cũng có hai vòng, một vòng ngoài cùng là giúp chúng ta chỉnh cái zoom lớn nhỏ và vòng phía trong là chỉnh lấy nét. Trong một số trường hợp thì chúng ta không có thể lấy nét được thì nó sẽ rơi vào cái video hôm nay. Tôi sẽ chỉ cho các anh chị là nguyên nhân tại sao không lấy nét được, hoặc nguyên nhân do đâu, cách khắc phục. Lỗi này nó xảy ra trên một cái máy chiếu phổ thông, ở đây là cái con máy chiếu Dell 1610X. Như các anh chị thấy ở đây nó sẽ có hai cái vòng này, một cái là ngoài cùng là focus là giúp chúng ta lấy nét, còn cái bên trong là chỉ zoom lớn nhỏ. Ở đây tôi có thể chỉnh cái khung hình lớn nhỏ được bằng cách chỉnh zoom. Tuy nhiên thì khi mà tôi can thiệp lấy nét bằng các cái vòng focus phía ngoài cùng thì cái hình ảnh nó không có chuyển động, không có chuyển biến và cái chữ nó vẫn bị rất là mờ. Đây, trong khi tôi chỉnh zoom thì rất là ok. Này thì chắc chắn là cái vòng focus của nó sẽ có vấn đề. Vòng focus là cái vòng ngoài cùng nó đang có vấn đề. Ở vòng ngoài cùng nhá các anh chị, bao giờ nó có hai vòng. Vòng ngoài cùng là vòng chỉnh focus và vòng phía trong là chỉnh zoom lớn nhỏ. Máy này cũng vậy, thì bao giờ cái focus là nó cũng phải nằm phía trên này, và nó nằm ngoài cùng, còn zoom là nó phải nằm phía trong. Thông thường đối với hầu hết các cái máy chiếu mà sau khi chúng ta chỉnh zoom á, thì chúng ta sẽ phải chỉnh lại focus. Còn ngược lại, khi mà chúng ta chỉnh focus thì chúng ta không cần liên quan đến cái zoom. Tức là các bạn lưu ý, khi mà chúng ta chỉnh lớn nhỏ, sau khi mà chúng ta chỉnh lớn nhỏ xong á thì chúng ta lại phải lấy nét lại. Còn ngược lại, khi mà chúng ta lấy nét thì chúng ta lại không cần phải chỉnh zoom, thì vì zoom là nó quyết định đến cái khung hình lớn nhỏ và focus là quyết định đến cái độ nét của cái hình ảnh. Và cái trường hợp tôi giới thiệu với anh chị là chắc chắn cái ống len của chúng ta nó đã bị lỗi, là chúng ta tiến hành phải mang đi để sửa chữa. Trong trường hợp mà cái máy của chúng ta còn bảo hành thì các bạn lưu ý là giữ nguyên cái tem bảo hành, chúng ta mang đi bảo hành để được bảo hành miễn phí. Còn trường hợp mà nó hết bảo hành thì chúng ta cần liên hệ với các cái đơn vị sửa chữa uy tín để chúng ta có được một cái mức giá hợp lý với chất lượng tốt nhất. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video về cái nguyên nhân làm sao để cái hình ảnh nó không có lấy nét được. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.